Chàng Tây Island sợ bạn gái Thanh Hóa đào mỏ, đi hẹn hò chỉ mang đúng 30.000. Vì tìm được người con gái đúng như mong ước nên anh James Seymour đã quyết định bỏ công việc thu nhập cao của mình ở Hàn Quốc để về Việt Nam. Mỗi ngày thức dậy dù bận rộn phải chăm hai con nhưng chị Lê Thị Thủy, 34 tuổi, Thanh Hóa, hạnh phúc khi có anh James Seymour, 41 tuổi, Island, đồng hành. Anh không chỉ là người chồng, người cha tốt mà còn là cô tấm trong nhà khiến việc làm vợ xa xứ của chị nhẹ nhàng như không. Nếu khi ban đầu khi theo chồng sang Island sinh sống, chị sợ buồn, sợ cô đơn thì giờ đây chị lại yêu thích cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng, hạnh phúc của mình ở nơi này. Chị Thủy hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với hai nhóc tì ở Island. Ngoài ở nhà trông con, chị còn dành thời gian làm kênh YouTube mang tên con gái của mình nói về cuộc sống ở Island. Còn anh James chồng chị hiện là họa sĩ vẽ truyện tranh theo đơn đặt hàng công ty, giáo viên dạy tiếng Anh online cho một công ty nước ngoài. Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, chị Thủy lại cười và cho biết đó là duyên nợ. Năm 2014, sau khi chia tay người yêu gắn bó mấy năm, trong lúc buồn, chán nản, bạn chị đã lập một tài khoản cho chị để có thể nói chuyện với người nước ngoài vừa rèn luyện tiếng Anh lại vừa trò chuyện cho vui. Thời điểm đó, chị là thư ký giám đốc cho một công ty thiết kế nội thất của Đức, cũng cần học tiếng Anh thêm nên đã vào. Tài khoản người bạn lập cho để tìm bạn trò chuyện và tình cờ chị gặp anh James. Tuy nhiên, sau khi anh giới thiệu mình 35 tuổi chưa vợ, chị không tin được vì ở Việt Nam tầm tuổi này đều đã có vợ con hết rồi. Đặc biệt khi anh ngỏ ý muốn tìm hiểu chị, vì sợ bị lừa nên chị đã từ chối. Để tạo sự tin tưởng cho chị Thủy, anh James hồi đấy làm việc ở Hàn Quốc đã quyết định sang Việt Nam du lịch một tuần để gặp gỡ chị. Phải nói lần gặp anh đầu tiên, mình thất vọng lắm. Mình không cao lắm, chỉ 1m48 thôi, còn anh trong ảnh trông bự nghĩ là cao, nhưng ai dè khi gặp mình mới biết anh chỉ cao 1m69. Sang bên Island, hai vợ chồng mình như tí hon vậy. Hồi anh sang Việt Nam du lịch, cả hai hẹn nhau ở quận 1, anh đến trễ khiến mình ngồi chờ 30 phút. Trong lúc sôi máu lên thì mình thấy anh xuất hiện mồ hôi nhễ nhại. Anh xin lỗi vì lần đầu tiên hẹn đến trễ, nhưng do bắt taxi từ sân bay đến giờ cao điểm bị kẹt xe, phải xuống taxi chạy bộ 3 km nên người ướt nhẹp. Mình nghĩ cũng tội nghiệp anh nên bỏ qua. Cả hai đi ăn, trong túi anh chỉ còn đúng 30.000 sau khi trả tiền taxi đi từ sân bay về. Anh nghĩ Việt Nam giống Island, chỗ nào cũng thanh toán được bằng thẻ, nào ngờ ở quán đó không chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Trong khi anh định đi rút, mình đã chủ động ngỏ ý trả tiền và lấy cớ mới lấy lương cho anh đỡ ngại. Mình nghĩ chuyện con trai hay con gái trả là bình thường, nhưng chính hành động đó khiến anh có thiện cảm với mình. Chị Thủy nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên. Suốt một tuần sang Việt Nam du lịch, anh James chỉ ở Sài Gòn mà không đi đâu. Anh cứ chờ đến buổi tối khi chị đi làm về để được gặp chị. Mặc dù không có tình cảm với anh James, đi chơi với anh để đỡ buồn, đỡ nhớ người yêu cũ, nhưng chị Thủy thấy anh thực sự tốt bụng, sống tình cảm khác với những người Tây khác mình từng biết khi sòng phẳng chia đôi tiền ăn. Ngày nào gặp chị, anh cũng dẫn chị đi ăn ở một nhà hàng khác nhau, có hôm đồ Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và chủ động là người trả tiền, không cho chị trả. Tuy nhiên hồi đó vì không biết ăn đồ Tây nên mỗi lần đi ăn với anh chị đều phải ăn cơm trước ở nhà. Sau một tuần, khi trở về Hàn Quốc, anh James đã mạnh dạn thổ lộ rằng anh thích chị và mong chị cho anh một cơ hội. Tôi sợ bị anh lừa vì 35 tuổi chưa có vợ, không thể nào tin được. Anh sang Việt Nam thì tôi với anh mới có cơ hội tìm hiểu, còn anh ở bên đấy nhỡ đâu có vợ có người yêu thì sao? Chị Thủy trả lời anh cho qua chuyện. Sau câu nói ấy, chị Thủy không suy nghĩ nhiều. Anh hẹn chị cho anh một tháng sắp xếp công việc, chị cũng chỉ ậm ừ cho qua vì chị nghĩ anh nói xạo, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Nào ngờ anh lại từ bỏ công việc ở Hàn Quốc qua Việt Nam thật. Chồng mình là họa sĩ mở nhiều triển lãm trên thế giới lắm, ở Pháp, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật. Thời điểm đó, anh làm truyện tranh cho một công ty Hàn Quốc rất là nổi tiếng, lương cao lắm. Vậy mà anh bỏ luôn công việc để sang Việt Nam. Mình hỏi anh sang đây sẽ làm gì? Anh nói rằng đã thử gửi CV vào một vài công ty vẽ tranh nhưng do đòi lương cao quá nên họ không chịu. Vì anh có bằng dạy tiếng Anh nên đi dạy cho mấy trường quốc tế, chị Thủy chia sẻ. Mặc dù từ bỏ công việc để sang Việt Nam gần chị Thủy, nhưng vì từng bị người yêu Hàn Quốc lừa, đào mỏ nên khi tìm hiểu chị Thủy, anh James cũng rất đề phòng và để ý từng chuyện nhỏ nhất. Chị Thủy nhớ, sau 4 đến 5 tháng anh James sang Việt Nam là sinh nhật chị, anh mời chị đi ăn tối, tổ chức sinh nhật cho chị và sáng hôm sau anh rủ chị đi uống cà phê, ngỏ ý muốn tặng một món quà. Vì không biết chị thích gì nên anh đã dẫn chị vào cửa hàng túi xách hàng hiệu đắt đỏ trị giá hàng chục triệu. Tuy nhiên, chị đã từ chối và bảo anh để dành tiền, mua túi 400 đến 500 nghìn cũng được. Hồi đó hai đứa hẹn hò, mình toàn chở anh đi xe máy, tính mình nông dân, lúa lắm nên thấy giá vậy hết hồn.
Mình chưa bao giờ xài túi mắc tiền như vậy nên bảo anh mua túi 400 đến 500 nghìn được rồi. Xài túi đắt người ta tưởng giàu giật nguy hiểm và bảo anh để dành tiền đi. Anh để ý ghim trong đầu mà mình không hề nghĩ. Hôm sau mình mở tin nhắn Facebook của anh mới đọc được tin nhắn anh gửi cho mẹ. Nội dung là mẹ ơi con chọn đúng người rồi, Thủy là người tốt, Thủy không ham tiền của con đâu mẹ. Hôm rồi sinh nhật cô ấy, con nói cô ấy mua một món quà đắt tiền mà cô ấy chỉ mua món quà 20 euro, có nghĩa cô ý là người không thực dụng. Không chỉ vậy, anh sợ mình ham tiền bạc giấu chuyện có mảnh đất to ở Ireland cho thuê, mãi sau khi có em bé đầu được mấy tháng mình mới biết, chị Thủy cười. Được biết, chị Thủy và anh James quen nhau 9 tháng thì dọn về ở chung. Đầu 2015, cả hai đăng ký kết hôn. Và sau khi em bé được 2 tuổi, anh chị tổ chức đám cưới tại bãi biển của một khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu đúng như ước mơ của chị. Dẫu đám cưới chỉ có 40 khách mời nhưng đó là đám cưới chị hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc nhất. Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn của mình, chị Thủy cho biết, mặc dù lúc đầu chưa yêu ông xã nhưng càng sống với anh, chị càng nhận ra những điểm đáng quý từ anh. Mang bầu bé đầu tiên, vợ chồng chị bị vỡ kế hoạch. Trong lúc chị hoang mang, anh luôn là người trấn an và động viên chị dù thế nào cũng không bỏ bé. Cho dù anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy vợ và có con sớm nhưng anh biết duyên con đến thì phải gìn giữ. Khi chị bầu bí nóng tính, lúc nào cũng cáu gắt nhưng anh không bao giờ cáu lại mà luôn nói xin lỗi khiến chị cảm động. Ngày sinh hai bé, anh cũng là người lo lắng cho chị nhất, cứ đứng khóc ở ngoài phòng sinh. Thậm chí, sau sinh, anh tự tay chăm sóc chị từng ly từng tí, tự vệ sinh đến đổ bô mà không để cho y tá hay bà ngoại làm. Mình sinh bé đầu yêu cầu sinh thường phòng có chồng được vào cùng, nhưng do không sinh thường được nên phải mổ. Anh đứng ở ngoài phòng mổ kẹp dép vào nách rồi khóc rưng rức. Mình sinh xong, anh thấy con mừng nhưng vẫn lo cho vợ, đứng ở cửa phòng hồi sức năn nỉ y tá cho vào với vợ mà không được anh cũng đứng khóc. Mãi sau bác sĩ mủi lòng cho vào một lúc. Mình sinh bé thứ hai, hai cha con ở căn hộ đối diện bệnh viện cũng đứng ngoài khóc. Người ta đẩy mình trên băng ca về phòng hồi sức mà con khóc quá trời bảo con thương mẹ lắm, chị Thủy chia sẻ. Không chỉ vậy, khác những người đàn ông nước ngoài, anh James còn làm hết việc nhà cho chị. Dẫu chị có già đi, xấu đi khi có con nhưng anh vẫn thương chị nhiều hơn mỗi ngày và lúc nào cũng sợ mất chị. Ngoài thời gian làm việc, đa số anh dành thời gian chơi với con và làm hết việc nhà. Nói đến đây, chị Thủy cười cho biết, ông xã chị như cô tấm trong nhà bởi tối nào sau khi đọc truyện cho con, ba mẹ con ngủ xong, anh lại xuống làm việc nhà đến 11-12 giờ đêm. Sáng nào chị dậy nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm. Mặc dù cứ dọn các con lại bày nhưng ngày nào chồng chị cũng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa 3 lần, sáng, chiều, tối. Anh biết chị bị đau lưng nên không cho chị làm mà để chị nghỉ ngơi. Anh còn dành cả thời gian massage cho chị. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, chị Thủy bộc bạch, trước khi làm đám cưới, chị có yêu cầu chồng một điều. Đó là hãy nói cho chị biết khi anh không còn yêu chị và chị sẽ làm như vậy khi không còn yêu anh. Ngoài ra, vợ chồng chị thống nhất luôn chia sẻ thẳng thắn mọi điều với nhau, không bao giờ giấu giếm, không giận nhau quá 2 tiếng. Đó chính là bí quyết để cuộc sống của chị được hạnh phúc như hiện tại. Không chỉ được ông xã yêu chiều, nâng niu, chị Thủy còn được gia đình nhà chồng đối đãi rất tử tế, bố mẹ chồng mình tốt lắm. Mẹ chồng đã 74 tuổi nhưng vẫn thường hay lái xe chở bố chồng lên thăm tụi mình. Đến nơi, thấy ống nước chỗ rửa chén bị tắc là bà sẽ sửa giúp ngay. Mẹ chồng mình là người phụ nữ kiểu truyền thống nên hay can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Ban đầu, mình cũng hơi lăn tăn nhưng rồi nghĩ rằng mẹ đã già, hãy để mẹ được làm điều mẹ muốn, miễn sao bà luôn yêu thương con cháu là được. Mẹ cũng là người dễ tính, không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Không sống cùng nhưng hai mẹ con hay nhắn tin trò chuyện. Mẹ hỏi mình về cách làm đẹp truyền thống của người Việt Nam. Còn mình chia sẻ với mẹ về cách chữa bệnh đông y ở Việt Nam. Bà rất thích nên hai mẹ con nói chuyện với nhau nhiều. Chị Thủy thừa nhận từ khi kết hôn, chị phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tuy nhiên ở nhà chị, mỗi tháng sau khi lĩnh lương, anh James sẽ đưa hết cho vợ và chị sẽ đưa tiền để anh chi tiêu mỗi ngày. Hiện tại, chị Thủy đã làm thêm kênh YouTube KOL Review cho một công ty ở Việt Nam. Thời gian tới, bà mẹ hai con dự định sẽ kinh doanh riêng để chủ động trong vấn đề tài chính. Xa quê đã nhiều năm, do vướng bận nhiều vấn đề nên chị Thủy chưa được về thăm nhà. Nhớ lắm, nhiều khi nhớ đến đứt ruột, đứt gan, nghĩ đến bố mẹ mà lòng mình thắt lại. Hy vọng từ năm sau, khi công việc đã ổn định và đi vào guồng, mình có thể về Việt Nam mỗi năm 1 đến năm 2 lần, chị Thủy thổn thức nói. Vợ chồng chị cũng dự định vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới sẽ tổ chức đám cưới thêm một lần nữa ở Ireland. Chị Thủy thật là người phụ nữ may mắn đúng không các bạn? Chúc cho gia đình chị Thủy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy like và chia sẻ video này nhé!
Xin cảm ơn.